về phục vụ tất cả quý khách hàng em về cái mã thùng đựng đồ nghề này. Rồi có đầy đủ các cái mã luôn cho mọi người này. Thùng bằng nhựa này, nhựa thân inox này, rồi là inox 3 tầng 5 ngăn mọi người nha. Rồi túi đựng đồ nghề, túi đeo hông, trời ơi rất là nhiều mã để phục vụ tất cả quý khách hàng em, cho tùy vào phù hợp với các công việc của mọi người nhá. Mọi người thấy nhu cầu mã nào có thể tham khảo luôn giúp em nhá. Ngày hôm nay giá thì vô cùng rẻ, trời ơi rồi có những mã gọi là hơn 100 ngàn. Ở đây thùng đựng đồ nghề phải đã đựng rất là nhiều đồ mà size to size lớn để phục vụ mọi người luôn. Đây đầu tiên mọi người ơi, lên cho em một cái túi đeo hông ơi, dành cho các anh em mà làm trên cao, các sếp nhà em mà làm trên cao. Đây mọi người đeo vô cho em vô người nhá. Nó có cái móc đeo như này luôn này. Rồi móc vô cho em, đựng được rất là nhiều đồ. Các bác có thể là gài máy khoan vô đây, gài máy khoan kiểu dòng trọt ấy, dòng pin trọt, dòng pin 4 xe hoặc 10 hoặc là 3 xe á, vô đây giúp em này. Rồi trong bên trong là các bác có thể đựng những gọi là các cái túi vít đầu tôn. Rồi có lên mở lên các bác ráp vô đây, túi vít ráp vô đây giúp em, khá là tiện để anh em làm trên cao leo trèo. Thì con này cái túi đeo hông cho em nhá, logo nó là Daikin hoặc có thể sẽ là Panasonic như thế này các sếp nha. Nhiều em luôn. Giá phục vụ mọi người bao nhiêu ạ? Chỉ có 150 ngàn cho em nhá. Đó em bao phí ship cho khách hàng em luôn. Neo trèo làm trên cao là các anh lấy luôn cho em một cái túi đeo hông như này, cực kỳ tiện dụng mọi người ạ. Rồi tiếp tục lên cho em này, sẽ là một cái thùng đựng đồ nghề. Rồi thùng đựng đồ nghề để phục vụ tất cả quý khách hàng em luôn. Có size 14 inch, 17 inch rồi là 19 inch luôn giúp em ạ. Đầu tiên là một cái size nhỏ. Đây mọi người ơi, một thùng đựng đồ nghề bằng nhựa thế này nhá. Con này sẽ có một cái khay này. Rồi một cái mở nắp mở của cái thùng này nhá, có cái quai sắt của người xách lên này. Bên trong sẽ có một cái khay như thế này luôn cho em nhá, bỏ ra này. Rồi bên trong các bác có đựng rất là nhiều phụ kiện. Rồi bỏ khay bơm, phân loại được luôn cho em nhá, chia ngăn ra cho em nhá. Con này là thùng 14 inch mọi người nhá, tương ứng đây. Tương ứng chiều dài của thùng này khoảng tầm 36 phân này. Rộng của nó là khoảng tầm là 18 phân và cao là khoảng tầm 18 phân cho em nhá. Dài 36, rộng 18, cao 18 cho em. Thùng đựng đồ nghề bằng nhựa giúp em nhá. Ngày hôm nay bao nhiêu tiền? Hơn 100 ngàn cho em thôi. Các bác nhà em mà đựng đồ, các đồ phụ kiện ấy, ví dụ mình sửa chữa trong gia đình, mình để ở nhà mình đựng đồ, ôi rất là ok mà không sợ rơi rớt nha. Mà có 130 ngàn thôi, 130, em bao phí vận chuyển cho mọi người, mang sách đi cực kỳ tiện dụng nhá. Bao phí ship, bao phí vận chuyển để phục tất cả quý khách hàng nhà em này. Ngoài ra này, ơi ngoài ra thì em có đầy đủ kích cỡ với cái thùng đựng đồ nghề bằng nhựa như thế này. Em có thùng 14 inch này, em có thùng 17 inch và em có thùng 19 inch đầy đủ như thế này, để mọi người có thể tham khảo và có thể lựa chọn nhá. Ba loại kích cỡ với thùng đựng đồ nghề gọi là thùng nhựa cho em nhá. Đây, thùng 14 inch thì có 130 ngàn em bao phí ship, bao phí vận chuyển rồi. Tiếp tục lên cho em là thùng 17 inch. 17 inch thì với cái chiều dài của con này này, thì mọi người cùng em đo thông số nhá. Con này là dài khoảng tầm 40 phân này. Rồi cao khoảng tầm là 20 phân và rộng sẽ khoảng tầm là 19 phân cho em nhá. Đây nha, bên trong của nó là cũng có chia khay ra, có một khay như thế này mọi người nhá. Muốn đựng dụng cụ đồ nghề mà các bác đựng nhiều hơn thì lấy cho em con này. Ví dụ các bác nhà em đựng đồ mang đi câu này, xách mang đi câu cho em, đựng đồ phía dưới rồi ngăn ở phía trên luôn giúp em. Ôi trời ơi, rất là tiện dụng luôn. 17 inch cho mọi người, giá hiện tại phục vụ khách hàng nhà em. Dài 30, à dài 40 nhá, rộng 18, cao 20 cho em, giá phục vụ mọi người 160 ngàn, 160 cho em nhá. Em bao phí ship, bao phí vận chuyển cho khách hàng em. Còn nếu mà mọi người muốn đựng đồ được nhiều hơn này, đựng ngồi vẻ nó rất là nhiều các cái đồ nghề để các bác nhà sách đi làm. Ví dụ đựng phụ kiện, đồ dùng sách mang đi làm cho em, đựng phụ kiện, đồ dùng ví dụ mọi người sửa chữa xe máy, ok có thể tham khảo luôn. Con này các bác có thể đựng được cả máy khoan, máy mài luôn rồi. Thì nó rất là to. Ơi, nhìn cho em này, con này sẽ dài là 45, rộng là khoảng tầm 2 cao khoảng tầm là 21 22 này và rộng là khoảng tầm 22 cho em. Đó, thùng hàng của Future luôn. Đây nhìn giúp em nhá. Rồi phía bên trong này, phía bên trong cũng có một khay này để phân chia đồ dùng giúp em. Ơi bên trong các bác có thể đựng được rất là nhiều đồ, ví dụ máy mài, máy khoan, rồi có ngăn giữa đây, có lê mỏ đấy cho em. Và đây là cái con nào thì cũng có phía trên nắp trên này, nắp trên này các bác anh em đựng đinh vít đầu tôn các thứ cực kỳ tiện dụng luôn. Mà cái thùng đựng đồ nghề này 19 inch tương ứng là dài 45, rộng khoảng 20 khoảng 22, cao khoảng 22 giúp em nhé.
Các bác cả muốn thùng to, thùng lớn thì có thể tham khảo thùng này. Thùng nhựa, lúc em nhựa là nhựa ABS chống va đập cho mọi người. 19 inch phục khách hàng em có 180 ngàn thôi. Siêu sale phục tất cả mọi người. 180, em bao phí ship, bao phí vận chuyển. Các bác nhà hàng sẽ đều được kiểm tra hàng cho em là trước khi thanh toán nha. Ngoài ra này, tiếp theo đây thì các bác có thể tham khảo cho em là thùng nhựa thân inox. Rồi, cứng cáp hơn này. Bộ nó là một cái thùng nhựa mà thân này, xung quanh thân của nó là sẽ bọc bằng inox. Thì tham khảo luôn cho em cái thùng này. Rồi, con này thì đầu tiên đặc điểm của nó này, nhìn hộ em trước nhá. Em có thùng 17 inch và thùng 19 inch. 17 inch là dài 40 phân này, và 19 inch sẽ là dài là 45 phân để phục khách hàng nhà em. Con này nó có cái móc này, đã làm thiết kế cái móc như này. Thì mọi người có thể mua khóa về, các bác móc, các bác khóa vào cho em để tránh bị mất đồ nha. Phía sau đĩa của nó này. Rồi, trời ơi, con này làm cực kỳ chắc chắn luôn. Và cái nấc mở nó, khóa mở của nó sẽ là khóa mở bằng kim loại như thế này mọi người nhá. Bên trong cũng sẽ được chia khay đầy đủ cho mọi người. Rồi, trời ơi, cực kỳ chắc luôn. Ở đế của nó ở dưới này sẽ bằng nhựa nhá. Và xung quanh cái thân nó, xung quanh cái thân như này, nó sẽ được bọc bằng, được bọc bằng inox như thế này mọi người ơi. Được đồ rất là nhiều luôn. 17 inch tương ứng là dài là 40, rộng khoảng 20, cao khoảng 20 thế này. Có tay quai sắt như thế này. Và có cả cái móc để mọi người khóa đồ vô giúp em. 17 inch, rồi, giá cho mọi người là 250 ngàn. Em trang bao phí ship, bao phí vận chuyển, nhà hàng sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toán nhá. Đó, nếu mà cần dùng cái kích cỡ như nào thì mọi người có thể tham khảo. Con này nhựa nhá, nhưng mà xung quanh đều được bọc inox, gọi là thùng nhựa thân inox cho em. 17 inch 250 này. Còn muốn kích cỡ lớn hơn, tham khảo cho em thùng 19 inch. 19 inch này thì em đã có hai màu cơ. Em có màu cam thế này, và em có cả màu đen như trên hình cho mọi người luôn. Rồi, con này cũng có là nấc mở bằng kim loại luôn giúp em nhá. Bên trong, bên trong được phân ra bởi một cái khay như này. Các bác có thể đựng máy mài, máy khoan các thứ ở phía dưới cho em. Còn phía trên các bác có thể đựng cái phụ kiện mang đi xách đi làm. Ngăn trên cùng là mọi người có thể là đựng các cái đinh vít đầu tôn ở trên này luôn. Mang xách đi làm mà có một cái, làm sẵn một cái móc rồi. Mọi người mua khóa về, mọi người móc lên giúp em. 19 inch tương ứng của nó sẽ là dài 40 phân các sếp nhà em ơi. Nhìn hộ em luôn. Rồi, con này dài là khoảng 45 phân giúp em. 19 inch là dài 45 phân này. Rộng 20, cao 20. Giá phục vụ mọi người con này 300 ngàn, em bao phí ship nhá. Đói, 300 cành cho em. Bao phí ship, bao phí vận chuyển, nhà hàng được kiểm tra hàng trước khi toán. Cái thùng này phải nói là cực kỳ chắc chắn luôn. Dày dặn mà bọc inox đầy đủ như này. Đó, inox viền hai bên luôn rồi. Đấy, đế của nó đây. Ồ, chắc chắn lắm. Đó, 300 cành giúp em nha. Nhựa inox 19 inch phủ mọi người luôn nhá. Và các bác mà muốn được nhiều đồ hơn nữa này, ồ, chất lượng ngon hơn nữa này, thì tham khảo luôn cho em. Trời ơi, cái thùng này phải nói là quá là ok luôn. Em bán đã rất là nhiều ra thị trường rồi. Đây, nhìn cho em nha. Mọi người có thể nhìn giúp em thôi. Rồi, các bác nhìn giúp em luôn này. Thùng được đồ nghề gọi là inox, inox 3 tầng 5 ngăn như thế này cho em luôn nhá. Inox 3 tầng 5 ngăn mọi người ơi. Ngăn phía dưới đây, các bác có thể đựng rất là nhiều đồ này. Đây, khe bên trên này, phân chia ra được đồ dùng mọi người mang đi sử dụng luôn. Ngoài ra có quai xách lên thế này. Đây, mọi người xách mang đi làm. Ví dụ là mọi người để hết đồ trong đây. Anh em sửa chữa xe máy, các bác cần phân chia, phân loại được cái đồ dùng á, bỏ đây vô giúp em. Rồi, các bác có thể gấp vô đây. Bỏ ra thì mọi người bỏ ra, mọi người lấy đồ này, thì mọi người gấp vô này. Để xách mang đi làm nhá. Wow, hàng của Kirito. Cái lớp túi bóng nhá, mọi người có thể bóc lớp túi bóng này ra. Này, đây lớp túi bóng nhá. Bóc ra là ok này. Hàng của Kirito mọi người nhá, thùng đựng đồ nghề inox 3 tầng 5 ngăn. Con này cùng kích cỡ của nó sẽ là dài 4 dài 42 này. Còn thùng size chung nhá. Đây, con này còn có cái móc khóa này. Còn có móc khóa để các sếp nhà em mua khóa về, các bác khóa vào cho em để chống mất trộm nhá. Rồi, ví dụ cái thùng này thì các bác có thể bóc lớp túi bóng ra này. Các bác có thể bóc lớp túi bóng ra cho em. Hoặc mọi người có thể để nguyên lớp túi bóng như này. Đó, không vấn đề gì cả nhá. Mọi người muốn sáng bóng này thì bóc cái lớp túi bóng này ra cho em là ok. Rồi, bởi vì đây là cái lớp xanh xanh này. Là cái lớp túi bóng các bác có thể nhìn thấy đây. Lớp xanh xanh này là cái lớp túi bóng nhá. Mọi người có thể bóc ra cho em hoặc để nguyên cho em như này nhá. Con này thì thùng size chung. Dài của nó là dài 42 này. 42 này. Rộng 20 và cao 20 cho khách hàng em. Con này thì kích cỡ nào cũng đều là rộng 20 và cao 20. Còn chiều dài sẽ khác nhau thôi. Size chung inox 3 tầng 5 ngăn 500 ngàn em trang bao phí ship, bao phí vận chuyển mọi người. Nhân hàng đều được kiểm tra trước thanh toán này. Con này thùng inox 201 mọi người nhá, 201.
Đây nhiều em này. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Và mã này thì em bán rất là nhiều trên thị trường luôn rồi. Ôi, một thùng này nhá, các bác khoảng tầm gọi là cả tạ đứng lên thoải mái luôn. Ôi, cả tạ đứng lên thoải mái cho em nhá. Rồi, cái này thì em có 50kg thôi mọi người ơi. Đây nhá. Rồi, nhảy thoải mái cho em không có vấn đề gì nhá. Rồi, mang xách đồ nặng thoải mái luôn. Tên 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 luôn giúp em. Đó, thùng đựng đồ nghề là inox 3 tầng 5 ngăn, size chung 500.000 em bao cái xếp bao phí vận chuyển. Và ngày hôm nay tiếp tục đây là một thùng xài đại. Mọi người muốn được to nhiều đồ lấy mã này cho em. Nhà em hiện tại cũng đang dùng nhá. Nhà em hiện tại là cũng đang dùng luôn. Đây mọi người nhìn giúp em này. Wow. Nhìn giúp em. Đừng phải nói là quá trời đồ luôn cho cái hàng em. Thùng đại này. Thùng đại nó sẽ dài là 53, rộng 20 và cao 20. Inox 3 tầng 5 ngăn và inox 201 mọi người nha. Dài 53 là rất là dài luôn. Đựng đồ ở phía dưới này. Rồi các cái ngăn hai bên, ngăn 4 bên luôn nhá. Vì nó là có 5 ngăn mà, một ngăn to ở dưới và 2 và 4 ngăn ở hai bên. Rồi giá bao nhiêu ạ? Rồi, có qua sách đi để mọi người sách mang đi làm luôn. Rồi là mọi người có thể có cái móc này. Có cái móc này để các bạn em móc chìa khóa vô nhá. Inox 3 tầng 5 ngăn size đại mọi người ơi. Giá hiện tại của khách hàng em, con này là dài 53, rộng 20, cao 20. Giá 530.000 em trang bao phí ship cho mọi người nhá. Nhận hàng sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi toán này. Có thùng to, thùng lớn được quá trời đồ nghề luôn mọi người ạ. Còn tiếp tục lên giúp em này. Rồi. Ngày hôm nay em về cả cái túi được đồ nghề. Nhiều khi các bác mà muốn gọi là xách túi cho nó tiện hoặc là đựng đồ các kiểu thì tham khảo cho em cái túi này. Nhiều bác thích túi nhưng nhiều bác lại muốn cái thùng đựng đồ nghề đó thì có thể tùy tham khảo của em. Túi được đồ nghề em đang cầm là túi hộp vuông nhá. Tại sao mà gọi túi được hộp vuông? Bởi vì nó có cái ngăn khóa vuông ở bên trên này. Em nhìn cái túi nó rất là to, nhìn rất là to luôn, có qua sách thế này và có cả cái móc này các bác sách đi cho em. Con này toàn bộ đều sẽ làm bằng vải bố nhá. Được may bằng vải bố giúp em, vải bố loại dày dặn nhất luôn. Túi hộp vuông, giá phục vụ khách hàng em sẽ là 300.000 em bao phí ship, bao phí vận chuyển nhá, 300 cành cho em. Con này nó dài khoảng tầm là, đây em đo thử này. Con này nó dài chắc là khoảng tầm là 42, rộng khoảng 22 nhá, cao khoảng tầm là 28 cho em. Túi hộp vuông cho em nhá, 300 cành em bao phí ship. Ngoài ra thì em có cả cái ngăn thông thường là túi size chung và túi size đại như này luôn. Size chung là dài 44, size đại là dài 48 cho em, có khóa móc và đế của nó may cực kỳ chắc chắn luôn, đựng được nhiều đồ sách mang làm. Size chung là 280.000 và size đại của nó sẽ là 330.000 em bao phí ship nhá. Nhìn hơi tối cái màu của nó không hề đẹp. Chứ con này vải của nó là vải bố dày dặn nhất luôn cho mọi người ạ. Vải bố dày dặn nhất cho em, hàng loại 1 luôn mọi người ơi. Thì ngày hôm nay này, đó, phải nói là rất là nhiều đồ của khách hàng em. Có thùng đựng đồ nghề bằng nhựa, thùng bằng inox và inox 3 tầng 5 ngăn. Mọi người có nhu cầu mã nào, có thể alo trực tiếp cho bên em. Qua tất cả các đầu số nhà em là 0369 826 628 hoặc 0929 826 628. Mà các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Xin chào tất cả các bác ạ.